về tới đâu rồi? Lấy cho chị một phần vàng nha. Đấy là chị có thịt cuốn em mình đang anh Nguyễn Văn Tuyên. Nguyễn Văn Tuyên. Tuyên, dạ dạ, đây là anh trưởng thôn, anh tên là Tuyên. Thì anh đã có một cái danh sách những cái hộ mà đang thực sự là rất là khó khăn, thì bên mình cũng có sẽ có chia sẻ chút phần quà, với lại mình coi tình trạng của nhà như thế nào, mình sẽ gửi một ít tiền. À, bây giờ để mình vô trong nha. Lát anh cho mình cái danh sách thời gian không? Em đang cầm đây rồi. Nước lũ này, nước ở trên nó chút xíu gì đó không? Nước là nước là bên kia, anh chạy bên kia. Sau đó là có một cái đường nước chạy đấy, gì nhà. Dạ. Nhà đây là chỗ bị tan, chỉ có là hai đứa bị tan, tất cả là toàn toàn là người già nữa. Cái này là tại mình phải nhiều là gia đình này là thôn nhỏ bị tan ta cấp. Mình sẽ cho là coi như một để đi đến hồ này hồ là họ được hưởng nhiều lắm. Mà trong này cũng hồ nha, toàn hồ nha. Dạ, dạ rồi. Dạ em hiểu đấy em ạ. Để em đi vào. Rồi. Anh chào rồi. À, kêu em ra nhận qua này. Cô đi là phải đổi mũ bảo hiểm liên tục cho con mà. Là cái đầu là cả, chưa nó đứng đó mà tự nhiên là rất có không ai bắt thì phải đó, bị rất nhiều lần rồi. Dạ rồi. Anh tên gì ạ? Dạ Đặng Văn Mai. Dạ Đặng Văn Mai. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Dạ đây là một phần quà, một ít thuốc men dầu gió này kia đó. Với lại là cái này là chủ yếu là chia sẻ một ít cho vui thôi. Dạ. Với lại là dạ anh nhận giùm em. Dạ. Còn cái này thì em gọi để mình thuốc men này kia đó, với lại ăn uống ha. Dạ. Em gọi gia đình. Dạ. Là anh là gì của anh? Là bố. À bố ạ. Mình chỉ có hai người con hay một à? Dạ, mình bỏ đá luôn để đi làm ăn rồi. À, đi xa để... Làm ăn đi lại trong hết rồi. À, dạ, có gia đình thôi là chỉ có anh đây là bệnh cho nên là bình, không có... Còn cú này ở đầu nhưng mà lại là coi như là bình. Dạ, 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 dạ vâng. À, bên con là công ty Điền Quân. Dạ, thì bên con ấy ở Sài Gòn về đây để hỗ trợ chút xíu cho bà con. Dạ. Chúc gia đình mình nhiều sức khỏe nha. Dạ, mình cố gắng vượt qua cái khó này. Dạ. Rồi, con chào, để con đi qua hộ khác ạ. Đi qua hộ khác. Đằng Văn Mai. Thì đàn của con này chia ra thành tới 4 tốt rồi. Thì con này là rất là nhiều hộ xã không ra. Ở mỗi xã thì ở đây là con đảm nhiệm là hình như là 50 mấy hộ dân á. 57 hộ dân. Để đây là một cái xã nhỏ. Hay xã đúng không? Một cái xã nhỏ. Bây giờ mình sẽ đi qua một chỗ khác nha. Đi ra để mình đi chỗ nhà khác. Thank you.
cô lên ngồi với cô luôn đi. Ở khu này là bao nhiêu xã ta? Như nãy phân là tới bao nhiêu thôn nha? Thôn chứ lộn thôn. Chín thôn. Dạ. Nhưng mà mình đi bao nhiêu thôn? Mình đi ba thôn. Mình đi ba thôn là 57 hộ. Thôn của mình là 57 hộ đúng không? Đúng rồi, ba thôn. Một thôn là 19 xuất. Một thôn là 19 xuất. Có nghĩa là riêng mình là đi ba thôn rồi đúng không? Đúng rồi, ba thôn 57 hộ. Ồ, ok. Mình lấy trên này trước đây cho khỏe cho dân lại mở cửa sáu bê thì nó cho ghế nó rộng nó ngồi thoải mái. Dạ. Hồi nãy là vào cái nhà đó là không phải là nhà của anh đó mà là kiểu như là ở chung với nhau á. Lấy giúp chị luôn đi. Lấy một chút. Okay. Sắt một chút đi đó. Chứ nếu này con quay mấy cái đường đi mà chứ. Dạ. Rồi là nông dân phụ nữ, phụ lão thôi, đưa rất cử đi. Là nông dân phụ lão, là bắt đầu mình xét. Từ số 1, thì tới là số 19. Dạ. Là đoàn hỗ trợ đến 19 thức, thì mình xét 50 nữa. Dạ. Trong nơi út, là anh em học được. Rồi nước thằng... Ủa lúc mà lũ tới là ngập tới đâu vậy? Vô tình trong đây là... Vô tới là, đây là nhược vô tới đây. Nhưng mà ngập cao không? Ngập cao... Không. Dưới đó, đây là chưa lên tới. Có mét không anh? Không chưa. Hôm nay là ngủ mà lên tầng đấy thì ngoài kia là được hết. Trên đây là cao. Đây có không? Đó là cao thì qua 3 chừng. 3 đây là được bóp. Cô là... Được hồ sơ của bạn một cái. Mình có bao nhiêu người ạ? Dạ. Ở nhà này thì bao nhiêu người ở cô? Ở nhà này thì bao nhiêu người ở hả? Ừ, coi như ba đứa, hai đứa cháu vì hai đứa chồng một thì dạ. Vì mang đi ngoài. Dạ. Không có ba nội, ăn có cháu nội. Dạ. Hôm nay không đi học hả con? Dạ con, một tí nữa con đi học. À, một tí nữa con đi học. Ừ, học trên. À, dạ. Còn ở trường là đi học chưa cô? Có đi học thôi. Dạ. Mỗi ngày đi chuyển nhật thì thứ bảy á. Dạ, dạ. Học kém dưỡng lọc đó. Ở đây có đồ ăn ha. Với lại thuốc. Con giữ cho bà nha. Lấy đem vô nhà nha. Cảm ơn cô. Cô dạ. Rồi nhà mình hình như nhà mình làm về củi hay sao cô? Rủ khải. Hay là sao hả? Cây nó mưa đô. Rồi mình lấy lại làm củi. Vậy là chắc củi có con nhỏ mình lên mình cọc. À, rồi cô để ở nhà xài dần hả? Hả? Mình để nhà mình xài dần hay sao cô? Ừ, coi như là được một xe là mà ai mua là mình à, là mình cũng sẽ bán luôn để kiếm tiền. Rồi nhiêu đây? Mình lâu mới còn được xe đó. Rồi bó củi này bán bao nhiêu? Củi ní còn kéo, đâu kéo ngã ngoài rồi bán á. Dạ. Huyền mà bán có con cái gốc ní, cái mấy cái thân cái nhánh á. Dạ. Mình chặt rồi mình làm củi. Còn mấy cái dương đi của mình ngoài nó gãy. Dạ. Lúc mà lũ thì nhà mình bị ngập tới đâu cô?
không ngập mình, nhưng mà nước ngoài nó ua vô mà phải làm chuồng gà đấy đó, làm chạy vô trong chuồng gà ra. Dạ vâng, phải làm lịch lịch chuồng gà ra gà đó. Dạ vâng, có tính đâu rồi ấp lần thứ được nữa. Mấy nay ăn uống điều độ không cô? Dạ, thì có bình thường họ cười giúp đỡ chị. Dạ, cũng có mạnh thường quân đến hỗ trợ cô đúng không? Dạ. Thì mình có bị khó khăn chỗ nào không? Khó khăn vì chỉ có chuồng gà, khi ở đây thì bị dở thì mình có mới nâng lên đó. Dạ. Mình nâng lên rồi mình bị bạo. Mình vừa được bạo thì con thoáng luôn. Dạ. Hoa là bữa mình đợi lâu rồi mà mình mới thì nâng lên thôi. Mình mới nâng lên xong mới bạo lại. Nhà mình là kinh doanh cái gì để sống cô? Không có gì hết. Chỉ có làm ruộng mà giờ vừa làm được. Kinh doanh củi. Kinh doanh củi giờ làm ruộng không có là phải kinh doanh củi. Lùm hết cái cây mà bị ngã sau mùa lũ. Trời ơi, mình ở nhà chăm cây chăm cháo vậy đó hả? Rồi ba nó qua bên nhà nội đâu mà bên đó lụt, còn lụt nhà luôn, chưa được ra rồi bây giờ. Ở bên đó ở đâu hả? Là Phú Lộc. Dạ, con cháu ba cháu còn đi làm nhà trên Đường Lộc á, mua đất trên Đường Lộc mới làm nhà mà chưa được đồ trôi đồ học phá vì chưa mang được là hết. Dạ, làm rồi. Nửa trên á. Dạ rồi. Thôi vậy con cũng con là bên công ty Điền Quân. Thôi con gửi ra cho con một ít để mình trang trải nha. Với lại cho hai cháu nó mua bánh này kia rồi cho nó đi học. Nha cô. Cháu đi học rồi giáo. Con cháu đi học. Con tên gì? Con tên Bảo Quyên. Bảo Quyên, trời tên đẹp vậy. Con tên gì? Dạ đi. Mất cỡ hả? Bà Trắng. Con tên gì? Con tên gì? Dạ đi. Đào Trắng, Bảo Trắng. Bảo Trắng, trời ơi tên đẹp quá trời, con gái xinh quá. Dạ đây con. Cháu đi học lên Biên Hòa mà cháu đi học trên Biên Lục. Hai cháu ở nhà. Thôi cảm ơn mấy cô đi. Dạ bà trời. Cô cố gắng giữ gìn sức khỏe ha, mình vượt qua cái khó này lo cho hai cháu. Dạ thôi đoàn con cũng di chuyển qua bên hộ khác ạ. Rồi bye bye con nha, nhớ lấy bánh ra ăn nha. Cảm ơn cô đi lo bài, học giỏi nha, học giỏi cô đi lo cho bà nha. Chưa cười nữa hả? Cười đúng cái răng mất cỡ. Ok rồi, ok bye bye nha, bye bye. Hiền quá mất cỡ con gái mà. Dạ thôi cô đi ạ. À, bây giờ Vân sẽ di chuyển qua đằng nhà khác nha. Gần đây không anh? Gần. Dạ rồi. Một ghế, một dạy vậy đó. Cái thời kỳ mà có nghèo đến giờ đấy là nghèo liên tục. Dạ. Không có thoát ra được. Dạ. Khổ bà, lắm. Bà là không có chồng mà chỉ có là coi như kiếm được con gái. Dạ. Mà đứa con gái là cũng là lấy chồng bên kia và đi làm ăn. Dạ. Mà chỉ đem cháu về gửi đó, đem gửi của bà ngoại đó. Dạ. Chú Nghiêm Chủng Thôn nói là bà này không biết chừng nào mới thoát được cái cảnh nghèo này luôn. Lúc nào mà nhà nước mà hết thì có hồ nghèo là ba là toàn. Dạ. Mà không là khi nào mà ra đi mới có nghèo được. Dạ. À lên một đạc, lên một đạc. Cảm ơn quý bà con cô bác nha. Mọi người yên tâm. Ở đây là chú trưởng thôn không có đi dẫn đi tới gia đình mà bà con ruột thịt gì đâu, toàn đọc tên họ rõ ràng luôn. Cho nên là mọi người yên tâm nha, không có vụ cò mồi hay gì đâu. Dạ. Mô Phật. Mô Phật, mô Phật. Rồi bây giờ Vân sẽ di chuyển qua một cái hộ khác nữa. Anh Colomen cũng chia ra đi một cái thôn khác. Rất là ở cái khu này rất là nhiều thôn. Phân ra rất là nhiều thôn, mỗi thôn thì đều lọc ra, chú trưởng thôn lọc ra những cái hộ gia đình nào mà thật sự là khó khăn, gọi là nghèo, nghèo triền miên luôn á, không có khá nổi luôn á, là chú lọc ra hết để chú dẫn
đoàn mình đến để chia sẻ một phần nào đó khó khăn, ít quà, một ít tiền. Dạ rồi, tới rồi nè bà con ơi. Đây. Một phần thôi. Đa số là người già không? Người già. Thì mọi người biết rồi đó. Rất là tiết kiệm và rất là cần những cái tấm lòng. Mẹ là một mình thôi. Không, à, ba đang không có việc, tí ba điện lại nhé. Con chào ba. Ô, ba không đi được hả? Đi được, mẹ chịu mới lắm luôn đấy. Dạ rồi, cảm ơn cảm ơn mặt với mẹ chịu cưa đấy. Dạ rồi. Ủa chân đồng mặt đau được gì? Bị tắc động mạch. Tắc động mạch. Rồi phải bơ đi cưa. Chứ tôi là bác sĩ đóng cưa là lên đây là đổ tím được thế. Mà dựa vô đây đi hả? Ba dựa đây, dựa vô đây mẹ. Dựa lên lui, dựa lui. Mẹ lạng nữa. Vừa lui đây, vừa lui đây để chú. Được. Dạ rồi. Được, được. Được. Ủa nhà mình được. Có hai cụ thôi, có ai không hả? Dạ không, đi là tôi nuôi mẹ đấy. Chứ có ai hết, con cái đi xa hết rồi. Ba này là con gái. Con gái đâu. Nhưng mà lấy chồng ở đây. Con gái xa hết rồi. Dạ rồi. Con cháu đi làm ăn hết, cũng có ở đây. Rồi chừng nào mới về lại ạ? Vừa khi nào mà có thời gian, mà có thì đi thăm mẹ. Rồi mỗi lần đi chợ búa này kia là cô đi ạ? Dạ đi đâu về dắt được nó dắt nhiều ba. Dạ. Dắt nhiều câu đi kia. Nhà mình rộng quá cô ha? Dạ rộng. Dạ đây. Đây là một ít dạ quà để chia sẻ với gia đình mình ha. Dạ có chai dầu chó này kia để cái gì cô sử dụng nha. Cái này con cũng gửi một ít ạ. Để cô dạ, đi chợ nha. Dạ hỗ trợ đi chợ thôi. Dạ. Rồi thôi con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ bà năm nay bao nhiêu tuổi ạ? 95 rồi. Ôi 95 rồi ạ. Wow. Dạ con chúc bà nhiều sức khỏe. Còn bà bao nhiêu ạ? 73. Dạ. Hai chị em đây cho ạ. Nhưng mẹ. Con xin lỗi. Dạ rồi. Mẹ con, ba đấy lấy chồng ở đây. Dạ. Lấy chồng ở trên đây về để phục vụ. Dạ. Cũng trên nhà rồi mình lo phục vụ. Cô đi lên đi về được. Quý quá. Dạ. Dạ rồi thôi cô ráng giữ gìn sức khỏe để lo cho mẹ nha. Dạ. Dạ con chúc hai con nhiều sức khỏe lắm. Để con đi qua hộ khác nha. Dạ. Bây giờ mình đi. Dạ tranh thủ. Này đoàn dạ, đi đoàn đi. Đi ạ. Đoàn đi từng nhà bất bại nhà. Dạ thôi vậy nha. Để mình coi cuộc sống của mọi người bao nhiêu thế nào. Ghét không thế nào vậy? Đoạn này là không, đoạn này là chỉ có 5 mẹ bê tống thôi. Dạ rồi. Dạ. Đó. Tại vì ở đây được nâng nền, nâng cái nền đường lên cao rồi cho nên là cái nước lũ nó không có vô đây nhiều. Nhưng mà đi lại cũng khó khăn tại vì đường chính ở ngoài kia. Bà con cô bác ơi, giờ Vân tạm ngưng cái like này ở đây nha.
để Vân đi cho nhanh nha. Rồi mình tranh thủ mình kia mình đến những cái hộ khó khăn hơn nữa. Cho nên là Vân xin phép ngưng cái like này tại đây nha. Xin chào bà con cô bác nha.